Em tên là Huỳnh Thuyên, em đang có một kênh beauty TikTok với lại YouTube tên là Huỳnh Thuyên đúng không? Thật ra mà nói thì nếu như mà chúng ta có một kênh như vậy rồi thì chắc chắn là chúng ta có một sự khó tính đúng không nào? Khi đồng hành với một sự kiện nào đó, một nhãn hàng nào đó thì với bản thân của bạn thì bạn cảm nhận như thế nào về sản phẩm này và liệu rằng là chị có trải nghiệm hay là chưa? Tức là em đã có một cái thời gian dài gắn bó với em rất là lâu rồi. Tức là tất cả những dòng kem nắng của em trước đây em đã từng trải nghiệm hết. Và em rất là thích cái chất lượng của em, tại vì nó không chỉ dừng lại là kem chống nắng phổ rộng mà nó còn là những cái chất chống oxy hóa nữa. Tuy nhiên thì cái trải nghiệm trên da nó không có được cho quá nhiều cái tệp da của người Việt Nam. Nhưng mà khi mà ra cái dòng mới này thì trời ơi, em cảm nhận là nó ra được rất là nhiều cái nhu cầu. Từ finish lì, finish bóng cho đến nâng tông, không nâng tông. Nói chung là nó đáp ứng rất là nhiều cái nhu cầu luôn á. Em nghĩ là đợt này nó sẽ kiểu rất bùng nổ. Còn cái chất lượng của em thì không chê được rồi. Tại vì từ trước đến giờ nó rất là ok rồi. Dạ, rõ ràng là chất lượng thì vô cùng tuyệt vời rồi. Một người phải nói là hơi khó tính đúng không ạ, trong việc chọn lựa sản phẩm. Tuy nhiên cái điều mà bạn cảm thấy thích nhất ở image, ở là cái sản phẩm này với chống nắng thì như thế nào? Điều thích nhất nha. Dạ, cái điều thích nhất của em là tại vì cái chất lượng nó đạt cái chuẩn là broad spectrum, có nghĩa là chống nắng phổ rộng rồi, nhưng mà ngoài ra nó đã có những cái chất chống oxy hóa nên nó sẽ tăng cái khả năng bảo vệ da lên nữa. Tại vì bản thân em là cái người rất quan trọng cái việc bảo vệ da hơn là cả những cái sản phẩm bôi ngoài, tại vì mình bảo vệ không tốt thì mình không có thể bôi được cái gì hết. Nên đối với kem chống nắng em rất là khó tính luôn, và image là một trong những cái nhãn hàng mà em rất là tin tưởng. Rồi, như vậy thì chúng ta có hai sản phẩm của serum và một sản phẩm gel đúng không ạ? Như vậy thì với serum và gel thì bản thân bạn chọn lựa cho mình nha, là dùng cái gì? Em lại thích cả hai. Tại vì em cảm nhận cái gel á, nó sẽ tẹp vào da, nó sẽ lì, nó sẽ xét vào da. Thì em sẽ đi ngoài đường nắng nóng, em sẽ bôi cái đó nó ok. Còn nếu như đối với serum á, thì nó sẽ ẩm hơn, nó sẽ dễ tán hơn. Và nếu như em ở trong nhà, em lười quá ngày đó, em không có bôi kem dưỡng thì em lại bôi cái serum. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều với chia sẻ vừa rồi. Hy vọng là chúng ta cũng sẽ hài lòng với sản phẩm mới này đúng không ạ? Không chỉ serum đâu mà chúng ta đã có gel nữa. Thì tùy tình huống đúng không ạ? Chúng ta sử dụng và tùy tính chất ngày hôm đó chúng ta đi đâu về đâu nữa. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay đồng hành với chương trình. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại chị với trải nghiệm cụ thể hơn chị nha. Và cảm ơn rất là nhiều ạ.